Cái sao kia là cả vỏ đúng không? Đấy. Xong rồi mới đập vào đây đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà trong cái này cháu có thấy vỏ mấy đâu? Cái này đi tách rồi, đi tách qua mà qua máy rồi. Dạ. Vâng. Thế còn cái này hả bác? Xanh như vậy mình phải ngâm nước à? Vâng. 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 Buổi sáng 5 giờ là bác đã phải dậy bác cắt rồi à? Ruộng nhà bác ở đâu? Ở bên đấy ạ. Ngay lấy luôn ạ. Vâng. Tích nhỏ. Bác ơi, thế mình lấy lúa mình làm cốm hết rồi là mình không có gạo nếp nữa. Không có, đa số thì cứ làm cốm bán thôi. Sau này thế ạ? Cốm bán được hơn hả bác? Thóc tẻ thì mua thóc tẻ. Dạ. Gạo để làm cốm nên là nó phải non hơn cơ. Non chứ, nó còn búng ra sữa gì kìa. Đấy, cái ở trong chợ đấy. Thế ạ? À? Nó phải non chứ, già thì không nào được cốm rồi. Thế ạ? À? Vâng. Thế cái rang cái này là... Rang như này là rang cho nó chín này. Bao giờ thì mình biết nó chín rồi chị? Thì bao giờ mình người làm cốm thì biết rồi. Người làm thì có biết là nhìn thấy chưa, chứ còn khác thì không. Khoảng rang khoảng bao lâu hả chị? Rang tầm 20 phút mà mẻ. À. Bây giờ thì ví dụ mình lấy tay lăn như này là nó chảy chưa ạ? Là nó bỏ nó tách ra ấy. Bỏ nó ấy ra là được rồi. Đây là sắp được rồi. Nó dẻo dẻo. Đấy, như này. Cái lúc nóng nhất này là lúc này dẻo phải không chị? Vâng. Như này là được rồi. À. Đấy. Ờ, tách tách. Ờ. Xong cái này mình lại phải để nguội à? Để nguội. Dạ. Không để nguội thì nó vàng vàng, nó không sen. À. Như mình luộc rau ấy. Cháu tưởng là dã nóng thì nó mới dẻo. Mình cứ ngâm cái thì nó vàng ấy. Vâng. Đây chị lại đổ mẻ mới vào rang tiếp. Hả? Thấy trong cái chảo. Ừ, biết rồi. Rang vào bếp củi.
Ừ. Và mùa này là ngày nào bác cũng làm à? Ngày nào cũng làm đấy. Rồi. Là ngày nào mình cũng phải đi cắt lúa về mình làm ạ. Đi cắt từ 5 giờ kém đến sáng. À. Thế này một ngày mình bác lại làm bao nhiêu cân? Một ngày làm thì vẫn cả nhà làm thì nếu một người làm thì chỉ có làm được 7 8 cân thôi. Thế à? Nhiều người làm mỗi người 8 cân, mỗi người 10 cân. Cả nhà làm cũng được nhiều. Cả nhà làm mới được được 8 làm cân mà nhà bác mấy người? 5 người. 5 người làm. 5 nhân khẩu cùng làm. Gần 50 cân cốm. Bác ơi bác giữ gì kia làm chổi à bác? Làm chổi ấy. Dạ. Ở Hà Nội mua nhiều mà. À thế hả? Làm chổi quét xong quét cái tường nhà mình ấy. Vâng. Tường nhà trong phòng đồ đường đồ ấy. Quét này nó sạch. Cái này bác có ship đi theo xe khách không? Bác có gửi. Gửi. Vì tận Hải Phòng, vì tận Hà Nội, Hải Dương. Là bác hút chân không ạ? Hút chân không. Vâng. Gửi Lào Cai, Lai Châu. Ui. Khắp nơi rồi ạ. Cái này là mình để được bao lâu bác? Hút chân không rồi ạ. Chân không đi đường này để 3 ngày. Vâng. Thôi trời ơi không phải dễ đâu. Làm đâu làm cái này khó ăn lắm. Cái hút chân không rồi là mình để được mấy ngày ạ? 3 ngày. Thế sau rồi thì không ăn hết, mình chỉ để ngủ lại thôi, để ngăn đá thôi. À để ngăn đá ạ. Lúc bỏ ra thì chắc là mình hấp lại chứ ạ? Không, bỏ ra thì mình cho một quạt đấy. À nó tự mềm nhá. À để nó đóng phục cho mình cứ đập cả túi ra xong này một lúc rồi dẻo thôi. À hay quá. Tạm biệt gia đình bác Thơ, bây giờ chúng mình tiếp tục di chuyển xuống phía dưới khu Le Cham Resort để đi chơi trượt zip line. Đây này, dọc đường đi bà con đang giã cốm rất là nhiều. Chỉ đi ngoài đường thôi là đã thấy rất thơm mùi cốm rồi. Ê. Anh ơi, em muốn mua vé đi cho zip line. À, mình mua vé là em sẽ gọi xe beo của bóng mình đi. Cũng đi bộ đi thôi. À, chị mua vé gì ạ? Nếu em à zip line 450.000 một vé. Vâng. Và bao gồm một uống miễn phí và một chích đu tử thần cho vé ạ. Chích đu tử thần là gì? Có chích đu mình ngồi đây như này ạ. Âm lên lại chị. Không, ai thế. Đây. Đâu? Ok. Cái này là vé tham quan thì kèm một chiếc đu tử thần và một cái vé là vé zip line nữa. Là tổng là 450 một vé, bao gồm một đồ uống miễn phí nữa. Đồ uống thì mình lấy ở đâu? Đồ uống thì lấy ở chỗ cái biển Gà Coi, Cà Phê Shop ấy. Ok. Hai cái vé kia là vé của mình. Ok. Thế, đến đi. Không, đi đây ngồi cho xuôi em. Không, đi nó bị ngược. Đi anh ơi. Zip line này. Chị có thể đi chơi xung quanh đây trước xong rồi về trượt cái này cuối cùng ạ.
Bởi vì nếu mà trượt luôn ấy thì mọi người lại phải tốn công gọi xe điện lên đây, mất thời gian. Rồi bây giờ viết đi, em viết đi. Đây là viết bản cam kết để mỗi một khách hàng tham gia chơi trượt zip line thì đều sẽ phải viết bản cam kết. Đấy. Bản cam kết này có form sẵn rồi, mình chỉ việc điền vào thôi. Anh cho một cái lên lấy một vòng đi em nhá. Thôi chỉ chim bé. Đồ bé. Chỉ cho trẻ em thôi. Đi. Cái em bé chắc 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 này quay tự quay một vòng về đây luôn không ạ, không về đây ạ, chỉ đi xuống dưới tắm quán nóng. Thôi lên trượt cái trẻ con nó đỡ sợ ra xuống trượt lên, tại vì vẫn bị cái hôm ở trong Phú Quốc nó đi con hòa đơ sợ cũng rất là ảnh cái vụ đấy. Cái lần này đi Hồng Kông các bạn cũng trượt dây này một phát xuống như tim đang lên dù nó rất là đẹp. Quay mặt đây, chỉ cần không cần cùng. Còn cái túi này. Vâng chị, anh cho em như thế này. Rồi em cứ như thế này là được đi. Vâng. Nó toàn bay ngược thôi. Nó toàn bị ai cứ tưởng là cái vẹo cái đến nơi rồi cơ. Bây giờ xuống bãi để xe. Mà chị chụp bãi chị đứng ở sân ngang.